Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó thì từ năm 2014, hòn đảo này sẽ được hưởng hàng loạt cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư kinh tế phát triển du lịch. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 3 năm 2014, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất theo quy định hiện nay. Đồng thời, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, kể cả đường hàng không và đường biển, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này. Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang cũng được phép quyết định việc thuê tư vấn chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2020 để trình Thủ tướng phê duyệt.